Quý vị thân mến, nãy Phu Tha vừa mới quay 4 miếng xào ở bên đây nè quý vị. Thì nhìn qua bên đây thì có hai anh chị bán hình như là bún riêu hay canh bún quý vị. Phu Tha muốn hỏi thăm cũng như chia sẻ đến với toàn thể quý vị luôn nha. Tại vì hình như là anh chị cũng là người Huế. Khách cũng đông lắm quý vị. Nãy Phu Tha ăn miếng xào bên đây rồi quý vị, nên có lẽ là tí nữa Phu Tha không ăn nổi nữa quý vị ơi. Phu Tha quay cho quý vị xem cũng như là có tiện đường đi ngang qua đây thì có thể ghé và dùng thử nha. Trước cái tiệm Thiên Phát 34. Từ 6 giờ tới 10 giờ hả anh? Dạ. Đây mình bán lâu chưa anh? Dạ, lâu. Dạ, gần lâu. Chị có cái mới không? Mà răng ngoài bên đó là chẳng như là nổi tiếng là bún bò đồ nữa, mà răng chỉ là chuyện thường qua bún riêu. Nhà em toàn bảo bún riêu không? À, nhà mình toàn bảo bún riêu không? Ba mẹ gì là bảo bún riêu không? Rồi là ngoài chị xe đi ra là ba mẹ chị cùng bà đốt Sài Gòn với bà chủ khác. Ăn gì chị ơi? Canh bún mang đi nha. Bác canh bún riêu. Để riêu nước nha, nhớ cho em nhiều rau. Nhiều rau, riêu dạ. Nước. Dạ, bỏ vào trong bún luôn. Dạ. Còn lấy mắm tôm với ớt không chị? Dạ, có. Dạ, 17. Là đầy đủ hả chị? Dạ, 20 là đầy, tô đặc biệt đấy. Tô đặc biệt là 20. Tô bình thường là tô nhiều hả? Dạ, gì chị? Dạ. Ở đây đủ hả chị? Dạ, đủ.
đây mình có huyết là gì? Dạ, huyết cua. Huyết rêu cua. Dạ, đây là đậu hủ. Như vậy là bao nhiêu? Dạ, 17 ngàn. 17. Dạ. Rồi. Mình ăn gì? Canh bụng ăn gì? Không để mắm tôm. Hỏi chả gì? Không chả, không mắm tôm. Chả không cho cho ai cũng kìa. Cho nhiều rau ha. Nhiều rau cũng được. Cần bún nha. Dạ. Để rau gì? Không có về được. Đến nay có về quê không chị? Dạ không. Không về à? Dạ. Để bắt bằng tiệc luôn à? Dạ bằng tiệc 28 nữa kìa. 28. Dạ, báo lúc nào công ty nghỉ là nghỉ luôn. Dạ. Mua nhà đúng nghi chưa chị? Chưa. Chưa. Có lấy mắm ớt không anh? Bò bịch là còn rẻ tiền hơn không chị? Dạ không, bông dạ hết em. Bông dạ? Dạ, dạ. Nhưng mà ai thích bò bịch thì mình bò bịch. Dạ, bò hôn cho bò. Mày sẽ khạc cục bản ý chá như vậy luôn hả chị? Lo đào tạo hả? Lo đào tạo hả? Một tập đoàn. Tập đoàn luôn. Tập đoàn cùng riêu luôn. Dạ. Chị em bỏ mấy cái này đầy đủ hả? Chứ ai có học nghe cô dạy không chị? Dạ không. Không hả? Dạ chuyên hả? Bây giờ 20 đây hả chị? Dạ 17 rồi. 17. Không ăn chả, bỏ nhiêu rồi. À nếu mà có chả là 20. Dạ không chả, không có chả em bực đôi lại. Bỏ bịch hả chị? Thôi, chắc có thể dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu mà quý vị nào mà có đi ngang qua ở địa chỉ là 34 Huỳnh Khương Ninh vào lúc 6 giờ đến 10 giờ sáng quý vị, thì quý vị có thể ghé và dùng thử bún riêu, canh bún. Một phần như vậy là có giá từ 17 tới 20 nghìn. Tại vừa nãy cô ta vừa mới ăn bún miếng xào bên đây rồi á, nên no quá. Thì có dịp nào cô ta ghé lại sau vị, hôm nay chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt nha. Yeah.